đang được thưởng thức chất âm của một tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ Mỹ với đặc trưng dải trầm thả mềm và sâu thẳm tới lòng đất của cặp AR11, một trong những model nằm trong top huyền thoại của những cặp loa được mệnh danh dành cho những cặp tai sành nghe và khó tính nhất. Với cấu hình trước máy quay, chúng ta thấy rằng đây là một trong những bộ combo cực kỳ là ăn ý, gồm một con âm ni của thương hiệu Marang đến từ Nhật Bản với model PM6 Esotech với công suất sở hữu ở ngưỡng 350W. Và chúng ta thấy được rằng được phối ghép cho cặp AR11, một siêu phẩm loa được xếp hạng là một trong những dòng loa cao cấp, sở hữu chất âm trong vắt và dải trầm mềm và sâu thẳm dành cho những anh em xếp trong dòng nghe nhạc được gọi là sành nghe và khó tính nhất. Mời quý vị và các bạn chúng ta lại cùng thưởng thức và cùng trải nghiệm lại cấu hình mà tôi đang giới thiệu trước máy quay. Chúng ta sẽ thấy được rằng nó rất là tuyệt vời, nhất là trong phân khúc tầm tiền với chỉ tương đương bằng cặp JBN4312, nhưng đẳng cấp cũng như chất âm hoàn toàn nó sẽ bỏ rất xa. Tôi có thể nói với quý vị như vậy. Hai điều mà tôi cần lưu ý với những dòng loa này, quý vị có thể thấy được ngay lập tức, dải trầm của nó là vô địch ở phân khúc bass 30 với đặc trưng mềm và sâu thẳm, và đồng thời ba dải âm thanh của nó hoàn toàn trong suốt, không có tạp âm, chúng ta có thể nghe cả ngày cũng không có khái niệm biết chán và biết mệt lỗ tai. Đây cũng là đặc trưng mang lại thương hiệu nổi tiếng cho hãng AR. Phần bên trên là con âm ni Marang PM6 Esotech đến từ Nhật Bản, sở hữu mặt phay nhôm và phần vỏ gỗ rất đẹp và sang trọng với công suất sở hữu ở ngưỡng 350W, được sản xuất cho thị trường USA. Phần bên dưới là cặp AR11. Với đoạn clip thứ hai này, tôi test lại cho anh em một vài dòng nhạc tiếp theo. Sở hữu phần thùng gỗ lạng còn đang mới long lanh, thơm phức mùi gỗ, hoàn toàn chưa bị bạc màu qua thời gian. Với thiết kế về phía mặt trước trên model AR11, chúng ta thấy rằng sở hữu một mát súp đường kính 30cm. Gân của nó vẫn còn gân zin, quý vị quan sát này, nguyên gân của nó ạ. Và nó còn rất mới, quý vị có thể dùng nhiều năm cũng chưa lo vấn đề hỏng gân. Đặc trưng mang của nó được chế tạo bằng các sợi lông chim và một số chất liệu khác để cấu hình lên cái quả bát súp của cặp AR11 cũng như là một số model chung của AR với đặc trưng râu dài, hai cái râu dài, chúng ta người ta gọi là bát súp râu dài. Đường kính 30cm và nó có cái lam châm từ trắng lớn tới 18 phân trên cặp AR11, mang lại cho dải trầm cực kỳ là đã hai cái lỗ tai, mềm và sâu thẳm lòng đất. Chúng ta có mở bé tí đi chăng nữa, quý vị vẫn thấy được dải trầm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Đây là ưu điểm đầu tiên. Phần bên trên của cặp AR này là một quả trung bông. Đây là một quả trung bông râu dài, đường kính 16cm và nó sở hữu cái lam châm từ xít xoát bằng mặt loa. Quý vị nghe thấy trung bông thì có lẽ chúng ta đã biết được chất âm của nó rồi. Giống như trên cặp AR3 bánh bò căng cước, những model đắt nhất thì chúng ta thấy rằng nó được trang bị trung bông y chang như thế này. Và quý vị thấy rằng AR3 bánh bò căng cước thì nó nằm ở ngưỡng rất là đắt đỏ, 60 cho tới 70 triệu đồng. Và trên AR11 cũng được trang bị như vậy. Một quả check dome với đường kính 14 phân, lam châm từ xít xoát bằng mặt loa lớn hết tầm của AR cũng được thiết kế trên model AR11. Như vậy về tổng thể chúng ta có thể thấy được rằng ba quả loa mà được thiết kế trên model này được trang bị là gấu nhất hãng. Với bát súp 30 từ tới 18 gần mút cao su, chơi được đa dạng các dòng nhạc ưu việt hơn AR3 hoặc 2 hoặc 4 các đời cổ chỉ chơi nhạc tiết tấu chậm rãi, thì trên AR11 chúng ta thấy rằng nó chơi được đa dạng kể cả nhạc remix. Quý vị thể hiện và thưởng thức trên cặp loa này nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Với những cái quả bát súp này, chúng ta còn thấy được nó được thiết kế trên các cặp loa lớn nhất hãng, ví dụ như là cặp AR9 cũng được trang bị những quả bát súp giống như là trên AR11. Về tổng thể chúng ta có thể thấy được rằng cấu hình tôi đang phối ghép rất là ăn ý về chất âm cũng như là cấu hình trưng bày với phần màu sắc của phần vỏ gỗ rất tuyệt vời. Và phía sau lưng chúng ta cùng tham khảo lại một lần nữa. Sau lưng của cặp loa này cũng còn rất mới, quý vị lưu ý rằng nó còn nguyên zin và nó còn rất là đẹp. Đó. Phần phía dưới chúng ta thấy rằng phần thông số phụ làm phía dưới và hai chấu đấu dây cũng như là hai cái công tắc điều chỉnh cho dải trung âm 3 chế độ và dải check 3 chế độ, quý vị có thể bật tùy chỉnh. Đó, chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây. Tôi đang test thì tôi đang để ở chế độ giữa là để mặc định. Và phía sau của con âm ni Marang chúng ta cùng lướt lại một lần nữa. Đây là con âm ni Marang model PM6 có điện áp sở hữu 100V trên công suất 350W. Được sản xuất tại Made in Japan và sản xuất cho thị trường USA.
Các giác của nó được mạ vàng 24K, rất là đẳng cấp. Có lẽ rằng chất âm thì quý vị khỏi bàn luận rồi. Liền một nút có thể đánh hai cặp loa, cửa A và cửa B. Đó, tôi đang đấu trên cửa A. Như vậy chúng ta đã thấy rõ được cấu hình mà tôi đang phối ghép trước máy quay. Một tuyệt phẩm loa có giá trị mọi thời đại và nó có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc với chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo một vài dòng nhạc nữa và chúng ta lại thấy được sự thể hiện khá là tuyệt vời. Đó, tôi đang mở tín hiệu từ trên TV không mất tiền, chúng ta có thể thấy trực tiếp. Trầm của nó đánh rất phê. Trung âm và treo quả trung bông, quý vị thấy những cái tiếng lách tách nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời hai cái lỗ tai. Tuyệt vời không ạ? Trong đoạn clip trước thì thậm chí tôi test cả nhạc tiết tấu nhanh, nhạc remix, nó thể hiện khá là tuyệt vời. Bây giờ trong đoạn clip này thì với dòng nhạc thứ hai chúng ta đã thưởng thức rồi và có lẽ rằng tôi lại lướt lại cho quý vị cùng trải nghiệm một chút nhạc tiết tấu nhanh và mạnh nữa và chúng ta sẽ thấy được rằng đây là một trong những model loa nó có thể chơi được khá là đa dạng các dòng nhạc để so đọ với các model cổ, ví dụ như là AR3 cùng phân khúc bass 30 và cùng những cặp loa khủng của hãng thì nó chỉ chơi được tiết tấu chậm rãi, ví dụ như là nhạc vang hay là nhạc trữ tình với tiết tấu chậm. Và sang AR11 được thiết kế nên gần mút cao su, độ đàn hồi tốt hơn, nhanh hơn và nó sẽ thể hiện được đa dạng phong cách thưởng thức âm nhạc, vẫn đặc tính giải trầm, mềm và thả sâu tới lòng đất. Và chúng ta thấy rằng ba giải âm thanh trong suốt không có tạp âm, mang lại cho người nghe một chất âm tinh túy nhất. Bây giờ tôi mời quý vị cùng thưởng thức và trải nghiệm một vài dòng nhạc nữa và chúng ta sẽ thấy rõ nhất tại sao dòng loa này lại được ưa chuộng và lại được những đôi tai sành nghe và khó tính nhất luôn săn tìm. Tại sao lại như vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời trong những đoạn clip này. I'm not afraid to die.
cảm nhận thấy rõ không ạ? Với tiết tấu nhanh, nó thể hiện cũng cực kỳ là xuất sắc. Một điều mà tôi lưu ý rằng trong phân khúc tầm tiền mới chỉ tương đương bằng cặp JBN4312, nhưng đẳng cấp và chất âm có lẽ rằng một số thương hiệu quen thuộc mà ở phân khúc giá tiền tầm trung, ví dụ như là JBN hoặc thậm chí là Pioneer 180A, khi mà đứng cạnh những model loa AR này, tôi chắc chắn với quý vị một điều rằng hai vấn đề mà tôi nhấn mạnh trong đoạn clip này, thứ nhất là giải trầm của nó mềm, uy lực và sâu thẳm tới lòng đất là ưu điểm vượt trội. Ba, giải âm thanh trong suốt không có tạp âm là ưu điểm thứ hai, mà một số dòng loa thậm chí rằng rất là đắt đỏ cũng không có được yếu tố này. Đây là những điều mà tôi chia sẻ rất là sâu trong đoạn clip này trên kênh của Toàn Audio Nam Định, 0966866552. Quý vị và anh em quan tâm tới bất kỳ một sản phẩm nào trên kênh có thể can theo số điện thoại trên kênh của mình sớm nhất, và mình sẽ ưu đãi cho quý vị những mức giá thành tốt nhất. Với 1.000 đồng, chúng ta không phải lăn tăn và không phải tính toán chi ni làm gì, không mua nổi một gói bim bim. Bởi vậy, chúng ta theo phong cách mau lẹ thì quý vị sẽ cân nhắc và cảm thấy bất kỳ một thứ nào đó phù hợp trong phân khúc tầm tiền cũng như là phong cách nghe hay nhìn ưng ý, quý vị có thể can theo số điện thoại trên kênh của mình sớm nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị thưởng thức một chút nhạc tiết tấu chậm rãi với những thể loại nhạc không lời, với sự thể hiện của cặp AR11 đến từ USA và con Omni Marantz Esotech PB6 đến từ Nhật Bản.